Hello, dạ Ngọc xin kính chào ông bà, cô chú, chị em và các bạn đã trở lại kênh của Ngọc. Chúc cả nhà ngày mới sức khỏe, bình an và hạnh phúc, luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Dạ thì cả nhà ơi, hôm nay Ngọc ăn một món đó là cháo lòng, giò cháo quải. Thì bây giờ Ngọc đã chuẩn bị xong rồi, giờ Ngọc mời cả nhà ăn với Ngọc món này nha. Cũng rất là lâu rồi, Ngọc không có ăn lại món này cả nhà. Rồi Ngọc mời cả nhà nha. Cho vô một miếng nha. Rất là ngon này. Wow. Rồi mời cả nhà nhé. Tô cháo siêu to khổng lồ luôn. Siêu to khủng long. Cái này ăn tô cháo này là xỉu luôn. Nó cay cay vậy mới ngon á. Nhìn hấp dẫn cả nhà ha. Mưa hoài cả nhà ơi. Bảo. Chẳng vô. Mời cả nhà. Ngon. Mắm rồi.
Lâu lâu ăn cháo lòng ngon cả nhà ơi. Cái cổ họng nó giòn khấu à. Nhai gập gập đã lỗ tai. Cay cay nó mới ngon. Ngon xỉu. Ngon. Cay thiệt á. Để vô thấy chưa cay, để thêm nữa, trời ơi cay. Phèo, nó ngon, nó mềm. Thôi luôn cả nhà, ngon quá. Ngon. Bye bye, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.